Xin chào cả nhà thân yêu, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Metro Money. Hôm nay mình đi chợ châu Á để mình mua đồ ăn để chuẩn bị tuần sau ngày Tết đó, mình sẽ nấu các món ăn Việt Nam để gia đình mình ăn Tết. Khi mà tới tiệm châu Á thì để mình hỏi xem là mình có được phép quay phim hay không. Nếu không được phép thì mình sẽ sau đó thì mình sẽ cho mọi người xem là mình mua gì và giá thực phẩm Việt Nam ở Đức thì như thế nào ha. Bây giờ thì mình đã mua đồ xong rồi và mình đi về nhà. Mình đã không quay ở trong tiệm bởi vì có đông khách hàng cho nên mình rất là ngại. Và về nhà thì mình sẽ giở ra cho mọi người xem là mình đã mua được những gì để chuẩn bị cho tuần sau, cho ngày Tết ha. Bây giờ thì mình đã mua đồ về rồi và mình sẽ cho mọi người xem hôm nay mình đã mua những gì ha. Ở cửa hàng châu Á. Và hóa đơn mình mua hôm nay là 93 euro 94 cent, cho là 100 euro đi ha mọi người. 100 euro thì là 2,8 triệu. Thì cái này ít hơn 100 euro chút xíu, thì cái này khoảng 2,7 triệu ha. Mình sẽ lấy ra đồ ra cho mọi người xem là cái gì bên trong. Đây là hóa đơn, nhưng mà bởi vì mua đồ ở tiệm châu Á đó thì cái hóa đơn không có ghi rõ ra là những cái gì, cho nên là mình cũng không có nhớ hết là cái gì bao nhiêu tiền. Mình chỉ nhớ được một vài món thôi. Thì mình mua là với giá là 93 euro 94 nè. Đây ha, mình bắt đầu với lại rau thơm. Rau thơm này một bó là 100 gram, thì mình mua ba loại, mình mua tía tô, rau răm và rau diếp cá. Thì một bịch như thế này là 2,40 euro, tức là 67.000 đồng của Việt Nam mình. Còn đây là đậu hũ thì người ta bán trong cái gói như thế này, mình không nhớ là giá bao nhiêu. Ở đây là bún khô thì mình để luộc lên cuốn bánh tráng đó. Ở Đức thì mình không mua được bún tươi. Bún này thì ở trong các siêu thị Đức người ta cũng có bán. Còn đây là bánh tét. Bánh tét thì mình định là mua bánh chưng để ngày Tết á, là mình muốn là ăn cái món Việt. Mình làm tất cả món ăn đều là món Việt Nam hết, để mình muốn là cả gia đình mình sẽ ăn cái món ăn ngày Tết như là ở Việt Nam. Thì mình định mua bánh chưng nhưng mà không có bánh chưng cho nên là mình mua bánh tét. Thì chị chủ tiệm nói là bánh tét này người ta gói thì cũng giống như là bánh chưng, cho nên là mình có thể ăn thay bánh chưng được. Còn đây là cải chua, mình cũng mua để ngày Tết ăn chung với lại bánh chưng. Có thể là mình sẽ làm thịt kho tàu. Còn đây là nấm hương. Nấm hương thì cái bịch này có giá là 4,30 euro, tức là hơn 100.000 đồng của Việt Nam mình á. Thì cái bịch này là 100 gram nha mọi người. Còn đây là hai cái bịch bột để làm bịch người ta đông lạnh đó, mình để làm há cảo. Ở dưới đây là một cái bịch rau câu, bịch bột rau câu thì cũng mấy euro đó, mình không có nhớ rõ. Cái bánh tét này thì 9 euro một cái nha mọi người. 9 euro thì nó bằng là khoảng 260.000 đồng của Việt Nam mình á, một cái bánh tét. Còn đây là nấm mèo. Nấm mèo thì có giá là 2 euro 10 cent một bịch. Bịch này cũng 100 gram thì nó khoảng 60.000 đồng Việt Nam mình đó. Và đây là ớt. Hôm nay thì mình đi chợ châu Á thì cái quan trọng nhất mà mình không được phép quên đó là ớt. Bởi vì nhà mình hết ớt mấy ngày mà ở siêu thị của Đức thì không có bán ớt. Rất là hiếm khi một lần mình gặp ớt để mua. Cho nên là hết ớt là phải chạy tới tiệm châu Á, nên là mình mua hai bịch. Ớt này mình sẽ để đông đá và khi mà mình cần thì mình lấy ra mình ăn. Nấm mèo thì mình mua 3 bịch tại vì mình muốn là cuốn chả giò đó. Ở đây thì có một cái hũ cà pháo. Cà pháo này thì ăn không có ngon như là cà pháo muối ở Việt Nam đâu, nhưng mà ăn cho đỡ ghiền thôi mọi người. Thì một cái hũ như thế này là 1,80 euro. 1,80 euro thì gần 60.000 đồng Việt Nam mình á. Đó, một cái hũ nhỏ nhỏ như thế này. Còn đây là gạo nếp. Gạo nếp thì mới đầu là mình định mua để gói bánh chưng.
Nhưng rồi mình không có mua được đậu xanh. Và xong rồi mình lại định là để nấu xôi vò nữa, nhưng mà mình lại không mua được cái đậu xanh mà người ta đã chà vỏ rồi đó, cho nên là mình để dành thôi. Còn đây là đậu xanh. Đậu xanh này nguyên hạt thì mình mua về để mình làm giá đó, làm giá để ăn đó. Thì cái bịch này 400 g có giá là 1,55 €. Đậu xanh này thì mua ở trong siêu thị Đức, người ta cũng thỉnh thoảng người ta cũng có bán nè. 1,55 € thì khoảng là 40 mấy ngàn đồng á. Còn đây là hủ tiếu khô. Cái bịch hủ tiếu này mình mua để mình hôm nào mình rảnh mình phải nấu hủ tiếu, không có được không? Mình có nói với mọi người là mình không có biết nấu bún, nấu hủ tiếu gì hết. Còn đây là nước mắm Phú Quốc. Đây, nước mắm rất là mắc nha mọi người. Hôm bữa có bạn hỏi mình là ở Đức có bán nước mắm Phú Quốc không đó. Thì một chai này là 6,90 € ha. 6,90 € cho là 7 € đi. Tức là gần 200 ngàn đồng Việt Nam mình á. Cái chai nước mắm này. Và ở đây là mình mua một cái gói gia vị để làm, để nấu bún bò. Mình chưa bao giờ nấu bún bò nhưng mà mình mua thử. Còn đây là bia Sài Gòn. Bia Sài Gòn mọi người biết là bia Ba Ba này ông xã mình mua. Bởi vì ông xã mình rất là thích bia Sài Gòn cho nên là ảnh nói là muốn mua để cho đồng nghiệp. Ảnh có bốn người đồng nghiệp rất là thân đó. Cho nên là ảnh mua 4 lon như thế này để cho mỗi người một lon, để người ta thử cái hương vị hương vị bia của Việt Nam, giới thiệu bia của Việt Nam. Còn đây là những cái gói phở, phở ăn liền nè, phở thịt bò. Nói chung là không có ghi giá cho nên mình không có nhớ là bao nhiêu. Đó, đây cũng là phở ăn liền nè. Đó, thì mình mua mấy gói. Còn đây là mì siêu cay. Ông xã nói là mua cho hai nhóc nhỏ nhà mình thử đó, tại vì hai đứa nó cứ thích thử mì siêu cay nè. Đó, mua hai gói thì hình như là gần 2 € một gói, tức là khoảng hay là bao nhiêu đó mình cũng không nhớ. Mì gói. Còn đây là bánh tráng ba cây tre. Đó, bánh này về để mình cuốn, mình làm món cuốn bánh tráng nè, gọi là gỏi cuốn ha mọi người ha. Thì một bịch như thế này là có giá là 2,80 €, tức là gần 3 € thì nó vào khoảng 70 ngàn 70 70 70 bảy mấy ngàn đồng Việt Nam mình đó mọi người. Đó. Còn đây là cà phê G7. Cà phê này thì ông xã mình rất là thích uống, ông xã mình rất là ghiền cái vị cà phê này. Thì ảnh về ảnh mở hộp ra rồi, cho nên là mình không nhớ là cái hộp bao nhiêu gói, nhưng mà hình như là 20 hay 21 gói gì đó. Thì có giá là 3,50 € thì phải, tức là khoảng chừng gần gần 100 ngàn đồng Việt Nam mình á. Đây là tất cả đồ ăn mà mình mua từ tiệm châu Á hôm nay với giá là 93 € 94 cent, thì khoảng là 2,6 triệu 2,7 triệu Việt Nam mình đó. Thì chủ yếu là đồ khô mọi người, gạo rồi bánh tráng rồi mì gói đó. Thì mình cũng mua được một số đồ để ăn Tết, như là bánh tét nè, cải chua nè, rồi gạo nếp. Thì có thể là lúc đó mình, nếu mà mình mua được đậu thì mình sẽ gói bánh, còn nếu không thì thôi. Và mình cũng sẽ nấu thêm một số món ăn Việt để ngày đó mình sẽ nói với con cái là món ăn truyền thống ngày Tết là như vậy. Bây giờ thì mình xin dừng video lại đây ha. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Và nếu các bạn cảm thấy thích video này thì nhớ bấm like, bấm share và bấm đăng ký kênh để đón xem những video mới nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại ở video lần sau.